ốc heo này, ốc heo chưa bao giờ ăn, nhưng mà chưa bao giờ ăn nhưng mà ăn thử nha. Chắp chắp cùng Uzi. OK, xin chào tất cả mọi người, mình là Uzi. Anh em, các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chuông Uzi nhé. Cảm ơn rất nhiều. OK, Uzi đang ở đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghe nói là ở đây có rất nhiều đồ ăn Campuchia với lại đồ ăn Việt Nam. Và hôm nay Uzi tới đây để ăn rất nhiều món với chỉ 100.000. Không biết là Uzi mua hơn được 5 món hay là 10 món ta, cái đó không biết. Và nghe nói là ở đây nhiều người nước ngoài tới đây cũng ăn nữa. Bây giờ Uzi sẽ đi vòng vòng ăn thử nha mọi người. OK, đầu tiên là Uzi thấy ở đây thảo súp cua. Từ đây đến đó là chỉ có 10 mét thôi các bạn. Bây giờ Uzi ăn thảo súp cua trước nha mọi người. Thảo súp cua, chị Thảo và lấy của Uzi. Chị Thảo bắn ở đây. Ở đây đường này toàn là bắn hoa không ạ. Thầy đúng không? Thầy đúng không? Tôi thêm một phần súp cua Thảo. Súp cua Thảo. À, đây là trứng bắc Thảo này các bạn. Trứng bắc Thảo. Nhiều ốc heo này. Cho em ốc heo, cái này là khoảng bao nhiêu con? Hai cục là một con. Hai cục là một con. À, một con đó là hai bên. Giống như là thường thường mình đi ăn, đi uống trà sữa thì cũng có như thế này. Ở đây cũng có như vậy nha mọi người. Cái trứng bắc Thảo này thì nghe nói là một trong những loại mà một trong những loại trứng mà ăn khó nhất. Nhưng mà đối với Uzi thì rất là dễ, tại vì Uzi tới đây tới Việt Nam xong rồi ăn trứng đầu tiên là ăn trứng bắc Thảo. Ăn trứng bắc Thảo với tôm nhỏ xíu với lại nước tương siêu ngon. Mà ở đây thì lại súp cua Thảo. Chị tên là Thảo đúng không? Chứ không phải là vô bắc Thảo, trứng bắc Thảo. Mà có người nước ngoài thường thường tới đây không ạ? Đóng luôn. Đúng. Ngày xuất khẩu đi Mỹ này kia luôn á. Ngon. Một phần bao nhiêu ạ? 38.000. 38.000. Đây vừa bình dân mà vừa. Đây là ngò, đây là tiêu, còn đây là súp cua này, cái bắc Thảo. Có dầu mè nữa. Có dầu mè. Chắc là thơm lắm. Ừ. Cái này là ok đó ớt. Ớt, một chút thôi. Cho nó có màu, cho nó đẹp. Nó có màu. Và lại trứng bắc Thảo là Uzi luôn luôn ăn với nước tương. Thiệt không? Không có nước tương là không ăn được. Là súp cua Thảo. Và trong đây có não con heo. Ốc heo. Xuất sắc. Hơi nóng cho nên là ăn từ từ thôi nhé mọi người. Ngon đấy. Lâu rồi. Khoảng 7 năm rồi chưa ăn trứng bắc Thảo. Ốc heo này, ốc heo. Chưa bao giờ ăn nhưng mà ăn thử nha. Ngon đúng không? Có đảm bảo là ngon không? Wow. Nó ngon, ngon quá vậy. Wow. Ăn ốc heo thôi. Nó có vị gì nha? 12 của ai? 13. Khi mà Uzi nghe cái từ ốc heo thì tại rất là sợ, tại vì Uzi cũng chưa bao giờ ăn ốc heo, nhưng mà Uzi thấy lần đầu tiên ăn thì Uzi cảm thấy rất là ok, và Uzi nghĩ là người nước ngoài cũng dễ ăn. Cho nên là người nước ngoài. Hello. You should try this one. Okay. Tastes good. Tay đưa cho bà đi. Trứng, ở đây có trứng cút. Một ốc heo, một trứng cút, một trứng bắc Thảo. Trứng là chỉ một cái thôi. Súp cua Thảo. OK, bây giờ Uzi sẽ chạy qua khách xong rồi chọn đồ khách nha.
nhớ vào tiệm 57 nha mọi người. Tiệm 57 thì mới có rất nhiều đồ ăn ngon. Bây giờ Uchi sẽ ăn chè nha, cho nó mát mát. Vào trong nữa này. Đây là tiệm mà Uchi đã từng thấy. Chị ơi, chè một chè thập cẩm. Chè em đi chè thập cẩm đi. Thập cẩm? Cái này gì vậy? Chuối hả? Nhớ khoai lang quá. Quán chè Campuchia rất nổi tiếng ở trên mạng và ở ngoài đời. Và Uchi đã tới đây xin mời Uchi uống, nhưng mà thật sự là Uchi cũng chưa bao giờ uống. Và ở đây điểm đặc biệt đó là ở đây có bí đỏ. Bí đỏ, nhưng mà trong bí đỏ á, ta không biết có gì không? Bánh nào, người ta để bọt bánh nào. Sau đó nói cùng một lúc luôn á, xong rồi bỏ cái vào chè, xong rồi ăn chung thì nó rất là ngọt. Nhưng mà lại cái mùi thì lại mít các bạn. Uchi chưa bao giờ ăn, nhưng mà Uchi sẽ ăn thử. Cái nãy thấy cái màu vàng như là mì trứng vậy á các bạn. Bây giờ ăn thử nha. Phá. Ok, bây giờ thấy bánh răng rồi nè. Bây giờ Uchi cầm cái bánh răng với lại bí đỏ. Sau đó đá. Bây giờ ăn thử. Hủ tiếu thì có hủ tiếu gà, hủ tiếu sườn, hủ tiếu hải sản. Nhưng mà Uchi chưa bao giờ ăn hủ tiếu ốc. Lạ quá ha. Hủ tiếu nghèo. Nghèo, nghèo. Sorry, có vị nghèo. Thật sự Uchi thích cái canh hủ tiếu. Nhưng mà ở đây có nghèo cho nên là nó rất là thơm các bạn. Wow. Cái canh á, cái vị nó giống như là bún bò Huế. Nhìn thì hủ tiếu. Lý do vì sao lại Uchi thích hủ tiếu đó là bánh hủ tiếu rất ngon, rất mềm. Nhưng mà sau khi Uchi ăn cái này thì lại đổi, đó là vô canh. Canh rất là thơm và ngon, cho nên là Uchi rất là thích. Và Uchi thấy cái này, món này nó ngon nhất so với món ăn thứ nhất và thứ hai. Đây là cảm nhận riêng của Uchi thôi nha mọi người. Uchi bự. Đấy, xin lỗi. Với lại ở đây có ớt hèn gì. Ủa, không phải ớt. Mày có phải ớt.
Cái này là lưới của nó hả? Hải sản ở đây xuất sắc. Đúng không? Tê tê, cái này gọi là tê tê nhá. Tê tê mê nhìn. Tôi chỉ cảm thấy hồ tiêu ốc này nó khác hồ tiêu khác, đó là canh rất là có duyên, nó hải sản cũng tươi nữa, cho nên là tôi chỉ cảm thấy rất là ok và rất là hài lòng cho Uzi. Và món này người nước ngoài cũng ăn được, hãy ăn thử. Người Hàn Quốc, người nước ngoài ơi, hãy ăn thử nha. Ok, bây giờ Uzi còn 12 ngày các bạn. Anh mà Uzi nãy thấy cái quán đối diện là quán chiều bán một cái thịt nướng nhưng mà có bán 10 ngày các bạn. Được đấy, đi. Anh ơi, chị lấy một phần 12 ngàn à? 12 ngàn à? Dạ. Nãy ăn quá còn có 12 ngàn à? Lấy 10 ngàn thôi. Lấy 10 ngàn thôi hả? Dạ, vậy là chị em lấy 10 ngàn. Khi mà mình ăn thịt bò hay là thịt heo thì thường thường sẽ mua mấy cái sốt mà dành cho BBQ á. Cái này giống sốt BBQ mà cũng có mùi lẩu nữa các bạn. Rất là thơm. Và trong đây sả nè. Wow, nhưng mà mình bỏ cái miếng sả xong rồi mình sẽ ăn cái này nha. Đúng không? Có 10 nghìn thôi các bạn. Mùi BBQ, mùi lão thái, xuất sắc. Món này là ngon nhất, Uzi đã từng thấy. Món này ngon thiệt quá. Giá cũng rẻ chứ bộ. Nhưng mà mỗi miếng đều sẽ có sả trong đây nè. Chắc là cái sả này làm cho cái thịt nó thơm và không có mùi hồi thúi. Tại vì thịt nó có rất nhiều mùi mà kiểu thúi mà không có bắt được, không có làm cho nó bay ra được. Nhưng mà lại cái mùi sả này, cái sả này nó bắt cái thịt này thơm. Nói chung là không có mùi thúi, rất là thơm, thơm cực kỳ và dễ ăn. Cái này là cô nít cũng có thể ăn uống được này các bạn. Người lớn cũng ăn được. Người lớn là đảm bảo ăn cái này xong muốn nhậu. Còn cô nít thì đảm bảo muốn ăn cái này thì đảm bảo muốn ăn thêm. Còn Uzi thì hết tiền rồi. Ok, Uzi đã ăn hệ 57 hồi thì kỹ rồi thì Uzi cảm thấy rất là ngon và Uzi còn 2.000 Uzi đã, 100.000 Uzi đứt đổ, Uzi cứ tưởng là 100.000 sẽ thiếu chứ. Nhưng mà ai ngờ là còn 2.000. 2.000 là để Uzi để gửi xe thì Uzi sẽ có 1.000 là được gửi xe được. Và từ bây giờ Uzi sẽ làm series đó là Uzi sẽ cầm 100.000, sau đó Uzi sẽ đi chỗ nào đó ăn hàng 100.000, Uzi sẽ làm series đó tiếp theo. Nếu mà bạn nào mà biết có nhiều cửa hàng ăn hàng 100.000 thì các bạn nhớ comment cho Uzi biết để Uzi qua đó sẽ ăn. Còn các bạn nhớ tới đây rồi thì các bạn nhớ ăn thử những cái món ăn mà Uzi đã ăn nhé mọi người. Và Uzi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uzi và Uzi sẽ hẹn gặp lại các bạn lần sau. Và các bạn nhớ subscribe và các nhớ bấm chuông nhiều Uzi nhé. Bye bye. Còn 2.000. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uzi, anh em xin chào. Uzi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Uzi UFO Show Season 1. Và Uzi sẽ quay lại với Season 2 với những khách mời rất là vui tính và rất là nổi tiếng. Uzi sẽ streaming lại lúc ngày 29 tháng 3 và tối 8 giờ nha mọi người. Và mỗi hàng tuần thì các bạn nhớ theo dõi Uzi để xem UFO Show Season 2 nhé. Asahi!